Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những điểm đến yêu thích của du khách cả trong và ngoài nước. Nơi đây gắn liền với những địa danh lịch sử như Dinh Độc Lập, Bến Cảng Nhà Rồng, Địa Đạo Củ Chi, cùng nhiều địa điểm tham quan như Chùa Bửu Long, Nhà thờ Đức Bà, Cầu Ánh Sao. Bên cạnh đó, những món ăn ngon như bánh canh, bánh tráng trộn, hủ tiếu cũng là điều hấp dẫn du khách ghé thăm Sài Gòn. Nếu đang có dự định vi vu tới Hồ Chí Minh, bạn hãy lựa chọn khoảng thời gian từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau để tận hưởng tiết trời đẹp nhất trong năm nhé! Ở thời điểm hiện tại, Vietnam Airlines và Bamboo Airways đang là hãng hàng không nội địa mở bán vé máy bay từ Côn Đảo đi thành phố Hồ Chí Minh với tần suất bay khoảng 15 chuyến mỗi ngày. Mức giá vé trung bình dao động từ 859.000 đồng đến 1.137.000 đồng một chiều chưa bao gồm thuế phí. Tuy nhiên, vào một số thời điểm khuyến mãi, bạn hoàn toàn có thể săn được tấm vé giá rẻ từ Côn Đảo đi Hồ Chí Minh chỉ từ 639.000 đồng. Hãy khám phá ngay bí kíp săn vé máy bay Côn Đảo đi Hồ Chí Minh giá rẻ chỉ từ 639.000 đồng cùng Best Buy ngay bây giờ nhé! Bí kíp đầu tiên, săn vé đi Hồ Chí Minh vào mùa du lịch thấp điểm từ tháng 5 đến tháng 11 là mùa thấp điểm tại Sài Gòn. Khi đó sẽ có nhiều giá vé rẻ hấp dẫn để bạn lựa chọn. Bí kíp thứ hai, mua vé càng sớm càng tốt. Bạn nên lựa chọn mua vé máy bay trước ngày khởi hành dự định từ 2 đến 3 tháng để có nhiều lựa chọn về hãng bay, thời gian bay, vị trí ngồi cũng như tránh được tình trạng cháy vé. Bí kíp thứ ba, chủ động cập nhật các chương trình ưu đãi của các hãng hàng không. Đăng ký nhận thông báo từ bestbuy.vn để không bỏ lỡ bất cứ thông tin khuyến mãi nào. Bí kíp thứ tư, lựa chọn các chuyến bay đêm hoặc sáng sớm nếu có để có giá vé ưu đãi hơn các khung giờ bay đẹp trong ngày. Bí kíp cuối cùng mà bạn cần lưu lại ngay chính là sử dụng chức năng săn vé máy bay giá rẻ tại bestbuy.vn. Để dễ dàng săn được vé giá rẻ Côn Đảo đi Hồ Chí Minh tại bestbuy.vn, bạn hãy thao tác theo các bước sau nhé. Đầu tiên, bạn truy cập vào website bestbuy.vn và chọn dịch vụ vé máy bay. Sau đó, điền thông tin vào các ô trên màn hình để tìm kiếm vé. Bạn chọn điểm đi là Côn Đảo, điểm đến là Hồ Chí Minh. Chọn thời gian bay mong muốn và số lượng hành khách. Nhấp tính năng, tìm vé rẻ nhất và bấm tìm chuyến bay. Ngay sau đó, hệ thống sẽ hiển thị bảng vé Côn Đảo đi Hồ Chí Minh giá rẻ theo tháng. Để thay đổi thông tin tìm kiếm, bạn kéo lên phía trên hoặc lọc hãng, lọc thời gian bay bằng các ô tương ứng ở góc phải bảng giá. Click chọn ngày bay có giá vé rẻ nhất phù hợp với mong muốn của bạn rồi nhấp chọn tôi muốn mua vé này. Ta-da! Tấm vé Côn Đảo đi Hồ Chí Minh giá rẻ chỉ từ 639.000 đồng đã hiện ra rồi nè. Bạn click vào giá vé để xem thông tin tổng giá đã bao gồm thuế phí, nhấp vào chi tiết vé để xem thêm các thông tin về điều kiện hoàn hủy, thay đổi vé cũng như quy định hành lý. Bấm tiếp tục rồi điền thông tin hành khách, thông tin liên hệ vào các ô được đánh dấu sao trên màn hình. Nhập mã giảm giá nếu có và click tiếp tục. Tiếp theo, bạn lựa chọn một hình thức thanh toán phù hợp trong số các kênh thanh toán tại Best Buy, rồi kéo xuống tích vào ô tôi đồng ý với các điều khoản và điều kiện về đặt dịch vụ trên website của Best Buy. Cuối cùng, bấm tiếp tục để hoàn tất quy trình đặt vé. Lúc này, bạn chỉ cần đợi một cuộc gọi xác nhận từ Best Buy và tiến hành thanh toán là đã thành công săn vé 639.000 đồng từ Côn Đảo đi Hồ Chí Minh rồi đó. Thật dễ dàng phải không nào? Bây giờ, hãy bắt tay săn ngay tấm vé giá rẻ Côn Đảo đi Hồ Chí Minh chỉ từ 639.000 đồng tại Best Buy ngay thôi. Trong quá trình đặt vé, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn đừng ngại liên hệ tổng đài 1900 2605 của Best Buy để được hỗ trợ nhanh chóng nhất nhé.